This is Shanghai. This is Major, the stage where legends rise and champions fall. We love Counter-Strike and we believe in teams. But this time, it's not just the players who have a shot at greatness. Join Skin Club Pick'em. Pick the winners and win the best skins. Every prediction is a chance to be a part of something greater. You're not just watching. You're in the game. Be a part of history. Drive, love, and live the game. Và đừng quên nhấn vào link phía dưới phần mô tả hoặc nhập code BOW để nhận ngay 7% bonus deposit anh em nhé. Cảnh báo, trang web mở hòm có khả năng gây nghiện cao, có trách nhiệm và có đủ khả năng chi trả, cân nhắc trước khi chơi. Rồi, tình hình là chúng ta còn 5 đô với lại một đống hòm free. Thế thì chúng ta làm cái daily kết battle. Đúng chưa? Vào đi. 5 đô sẽ làm nên sự nghiệp. Level 3 không sao. Tầm khoảng level 60 rồi trở lên mới căng. Mấy này cũng chỉ 0.03 thôi. Đấy, đấy. Tầm này đó. Ui dồi ôi, lên được 0.03 nữa là 0.06. Được đấy chứ. Ê, được đấy chứ. Shadow Dagger 0.18. Như mình với này đang quệ sao này. Ui dồi ôi. Được chưa, level 60 bro. Tuyệt vời luôn ấy chứ. Daily kết được ấy chứ. Quá lần đầu tiên trong cuộc đời mà ra hòm free. Ra nguyên cái dao. Thật vãi cả biu. Ui dồi, thêm 16 đô nữa quá đã. Đấy. Ây trời, sao lại chia sẻ. Mẹ chia cho mang đồ làm cái gì vậy nhờ. Ôi giời ơi, ngu chưa mà. Cay thật. Ai, thôi không sao. Cho nhiều ăn nhiều vậy. 90 đô chúng ta sẽ mở hòm đâu đấy 5 đô là đẹp. Hôm nay luôn đi. Krakow Monster. Hôm bữa là gục ngã với cái hòm này nè, hôm nay phải trả thù chứ. Trời ơi, lần đầu tiên bú cái good night. Hòm free. Mà nãy cứ quên tắt chế độ chia sẻ. Trời ơi. Má quê thì vái cà biều. 3 đô, gì vậy cha. Bèo vậy. Đâu nào, đâu nào. Eclipse siêu đi chứ. Nãy chia sẻ cho mấy con boss của mày rồi. Giờ phải chia sẻ cho tao chứ. Thêm một ván nữa đi. Thêm một vòng nữa. Ây da. Ây da, không có gì bất ngờ nha. Bắt tổ 5 hòm đi. Chia sẻ cái gì mà chia sẻ. Mẹ nè. Hinata Hyuga Will Hornet Thanos 5 đô, bố. Ra cao hoài luôn được. Thột. Ây da, má nó cũng 5 đô. Ây da, má. UMB 45, 7 đô. 5 đô, 1 đô. Dạ, yeah, cuối nha, căng nha, mình với Will Hornet. Ai ăn đây? 3 đô, 2 đô. Má chắc nó ăn quá. Ê, ngon, 72 đô, mình bú. Tuyệt vời luôn á chứ. Bạn. Ủa? Má đủ tiền mà bán chi vậy? Lại 2 đô. 5 đô. Factory New. Ra cái đấy cũng được cái chứ. Bây giờ sờ cao. Này thì AK. Bây giờ. Rồi hết phép luôn. Ui dồi ôi. Thế thôi. Nãy bao nhiêu đô nhỉ? Nãy như là 5 đô. Mở ra cái dao. Chia sẻ cho mấy anh này là còn 97 đô. Bây giờ má vậy là tính ra nếu mà không tính hòm free lời chứ. Nhưng tính hòm free thì đang lời 1 đô. Wow. Tuyệt vời quá. 65 đô, chúng ta sẽ đi mở hòm 30 đô. Đây, Trinity Fox. Đấy. Làm tí bar cho net. 19. Yes sir. Không thì cái đi gỗ cũng được. Trời cho mà mình phải hưởng chứ. Đúng chưa? Nào. Má
Trời cho cái này hưởng kiểu gì. 1 đô. Thêm một hòm nữa đi. Kìa kìa kìa, mấy anh em lên bảng vàng toàn 3 do nét không này. Biết đâu mình cũng lên luôn ấy chứ. Đúng chưa? Hai hòm 60 đô lấy là được 3 đô. Holy shit. Thôi depress depress. 36 đô là lên 72 đô. Đây. Trời ơi 70 vậy. Bên trái đi. Rồi cút luôn. Ây da. Quá trời cho mà không biết hưởng. Để cút thế này hỏng rồi. 60 điểm. Được 2 đô nữa. Không sao. Chúng ta lại đi farm. Farm AK. Yes sir. Chắc chắn là vậy rồi. Làm một hòm AK. Gào con AK tầm hai mấy đô là tuyệt vời rồi. Rồi, rồi. Rồi. Hai hòm nữa. Bú hòm free mà không biết hưởng. Toàn thua là thua. Đó, bây giờ thì quả báo không ra một cái gì luôn. 1 đô, 20x. Thôi từ từ thôi. 2x đi. 2x lên 2 đô. Cái này mà không ăn nữa thôi, có 1 đô mà không cho ăn nữa thôi. Tôi lại mày luôn. Nào, thôi nào, qua luôn đi. Trời ơi. Trời. Chịu thật. Còn 0.46. Đây, ủa, đây, Silent Cam. Má còn đô nó không tha. Nó vét cho hết mà. Cúc luôn. Nâng cấp. 5x. 2 đô. Đây. Từ 2 đô chúng ta sẽ lấy lại tất cả. Rồi, bú thôi. Tuyệt vời. Đây rồi, cơ hội sống. Chiếc thuyền. Chiếc phao cứu sinh 2 đô. Lại vào hòm pha mây cây. Chắc chắn. Hai hòm. Đây. Phải gào cái AK. Ôi trời ơi. Má không đẹp lắm. Má lại thử thách à. Lại thử thách 5x à. Trời ơi. Cút luôn cái thử mẹ gì. Có đây. Không sao, còn 29 điểm. Đây, Missing Link. Mở hòm cham. Cái này mà ra cái cham Hot Rod ở đâu? Hot House 40 đô, bố mày sủi luôn. Ây da, màu tím à, tím cũng đô mấy ha, đô 3 à. Đô 4. Wow. Đô 4 20x là được 28 đô. Thế thì tầm này thôi chứ còn đâu nữa. Rồi. Nào. Ôi trời ơi đây rồi. Nó đây rồi. Ôi trời ơi chiếc phao cứu sinh. Bạn 28 đô đi bắt tàu dán cuối. Yes sir. Đấy. Rồi, tuyệt vời. Đúng một ván cuối. Thắng hay thua thì cũng sủi. Quá đủ cho ngày hôm nay. Từng cung bậc cảm xúc khác nhau à. Trời ơi. Má hồng pha AK này hết tin tưởng nổi. Ây da, AK 6 đô kìa. Ây da. 9 đô kìa. Trông toang lắm, trông không có hy vọng. Rồi. Chắc là hết rồi. Trời ơi. AK Neon Rider. Rồi, ăn đi, ăn giọng cho hết đi. Chịu. Nhiêu vậy? Ôi trời, 126 đô. Pick'em is a classic Counter-Strike major feature.
Skin Club Pick'em operates just like the classic Pick'em. To start, predict which team will win by placing their logo at the score of 3-0 or 0-3. Additionally, choose 7 other teams that you believe will advance to the next stage of the Shanghai Major. You earn 2 points with each correct prediction. After each stage of the tournament, challengers, legends, and champions, you'll receive a certain number of points for correct guesses. These points will allow you to participate in the skins, Pick'em draw, and earn prizes. You will also get an achievement in a form of a medal that can only be obtained during this event. Giveaway silver, gold, diamond, and platinum. Earn 10 points to participate in silver tier. Earn 22 points to participate in gold tier. Earn 32 points to participate in diamond tier. Earn max amount of points to participate in platinum tier to win Dragon Lore. You can also deposit $50 or more to get a free case and a medal to your Skin Club profile. Và đừng quên nhấn vào link phía dưới phần mô tả hoặc nhập code BOW để nhận ngay 7% bonus deposit anh em nhé.